Xin kính chào bà con nhé. Tôi đang quay video trực tiếp tại tổng kho xưởng sản xuất Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Các bạn đang xem đó là các loại quạt hút công nghiệp nhé. Tấm làm mát. Quạt hút thì đầy đủ các kích thước từ 30, 40, 50, 60, 70, 80, mét 1, mét 2, mét 4. Đấy, có chất liệu là cánh inox, chớp inox vỏ bằng kẽm. Đấy, hoặc là inox toàn phần. Đây, inox toàn phần. Tì bằng nhôm nhé, độ bền thì sẽ cao hơn là tì bằng nhựa nhé. Đấy, nguyên tì nhôm và tì nhựa đã chênh nhau khoảng 200.000 một chiếc rồi. Quay để cho bà con có thể là đánh giá được cái sản phẩm nhé. Rất nhiều sản phẩm tại kho chúng tôi. Chuồng lợn lái, lợn đẻ. Tấm nó sàn đầy đủ hết nhé. Bà con ai có nhu cầu về quạt hút này. Chúng tôi thì có quạt 3 pha, 1 pha. Cho nên bà con yên tâm là bà con có điện nào cũng có thể sử dụng được nhé. Quạt 3 pha và quạt 1 pha. Rất nhiều luôn ạ. Đây ạ, tấm nốt sàn. Kích thước 40m1 nhé. Kích thước 40m1. Kho còn khoảng tầm 2.000 tấm nữa. Đây là các loại bạt trần chống nóng này. Loại 5 lớp nhé, siêu dai siêu dày này. Đây bà con có thể nhìn này, 5 lớp aluminium luôn nhé, siêu dai siêu dày. Khổ 1m25 x 60m dài. Đây, các loại quạt nhỏ này, 50-60cm. Rất nhiều đang có tại kho chúng tôi nhé. Thế bà con cần sản phẩm nào thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ nhé. Giá bán thì rẻ nhất thị trường luôn ạ. Cam kết luôn, bao chất bao giá luôn. Không có gì ngoài quạt luôn ạ. Quạt tấm làm mát bà con có thể nhìn. Đấy. Gọi là tổng kho ạ. Đến với tổng kho thì bà con không lo về giá nhé. Rất nhiều luôn nhé. Khoảng tầm 500 con quạt nữa. Và chúc bà con một năm chăn nuôi, kinh doanh buôn bán thuận lợi nhé. Ai có nhu cầu về quạt hút công nghiệp, tấm làm mát, bạt cách trần, bạt cách nhiệt, vui lòng liên hệ tổng đại lý thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại 0973 143 996. Vâng, rất mong được hợp tác cùng bà con nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.